Dạ rồi, xin thân ái mến chào cô chú anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Dạ rồi, hôm nay thì bộ mai của chị Thủy có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của chị Thủy, cô chú anh chị ha. À, ghép giống đại lộc nè, quả hồng thanh tú nè, rồi cúc sông hỷ, cúc cam nè cô chú anh chị ha. Mức giá cực kỳ rẻ luôn cả nhà, chỉ từ 200 ngàn một cây, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý, mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Để số điện thoại giao lưu có phần mô tả và phần tiêu đề ha. Mọi thắc mắc gì của chú anh chị mình liên hệ với số điện thoại của chị Thủy giùm cho kênh nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, thì em cũng mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào bà chủ ơi. Rồi, hôm nay tại lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã yêu thích mai vàng nha. Thì hôm nay tại lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mini. Lô mini nhỏ để mình chơi Tết năm 2024, rồi gồm có đại lộc, hoa hồng, và cũng có bạch mai tân tân rồi nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Thì em không mất thời gian nữa, em vào luôn cây đầu clip hôm nay là cây mã số 40B. Rồi. 40B là một cây đại lộc nha. Đại lộc này thì ghép gốc vườn, có một bo một à. Cái chọc bo nó bự bằng tay tỏ em luôn rồi cô chú anh chị. Rồi không sớm nha bà chủ. Quỳnh thân được 14. Rồi. Chiều cao là 47, tán ngang là 46. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 250.000 thôi nha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi. Rồi cây hồi nãy là cây đầu clip là cây mã số 41B nha cô chú anh chị. Rồi, cây này là cây 42B. Cây đầu clip 41 tại em nhớ lộn. Rồi. Lộn với clip kia. Rồi tiếp theo cây 42B. 42B cũng là một cây đại lộc nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này cũng một thân một cốt luôn. À, cái này ghép được một ba nha cô chú anh chị. Cái nụ nè. Quỳnh thân được 16. Rồi. Chiều cao 49. Rồi. Tán ngang 46. Rồi. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 250.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 43B. Rồi. Đây là một cây cúc hoa hồng thanh tú nha. Rồi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, thông số nó như vậy chỗ. Cái này mình ghép được 3 bo ha. 3 bo. Bình thân được 12. Rồi. Chiều cao 66. Tán ngang 80. Rồi. Rồi cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 270.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 44B. 44B là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. 44B là cây kiểu cam, cây này có nụ rồi nè. Già mùa nên có nụ, cây này ghép được 3 bo. Rồi. Cái giá ngựa đế cũng thấy thương á cô chú anh chị. Lên nụ rồi. Đang làm nụ kim hết rồi. Để có luôn ha. Bình thân được 10 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là 55. Tán ngang là 77. Rồi. Rồi cây cúc cam này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 270.000 nha. Rồi mình đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 45. Rồi. 45B là một cặp bạch mai tân tân nha cô chú anh chị. Rồi một cây gốc lớn với một cây gốc nhớt cô chú anh chị ha. 45B. Cây này tàn khá nè cô chú anh chị ha. Cây đi đọt rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cái này thì từng có cái bông rồi nè cô chú anh chị ha. Mà nó héo rồi, nó rụng hết rồi ha. Cây bự thì mình ghép được 3 bo. Này nó tổ hổm gà lâu rồi. Cây này thì đế lò xo nha cô chú anh chị. 4 vòng. Rồi. Cái cây gốc nhớt thì cái thân cây nó bằng tay Út em ha. Rồi. Còn cây gốc vườn thì em sẽ thông số cho. Gốc vườn là thao hoành thân được 12. Rồi. Chiều cao là 30. Tán ngang là 48. Rồi. Còn cây gốc nhất là chiều cao mình được là 25. Rồi. Rồi một cặp này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 250.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 46B. 46B là một cây cúc sông hỷ nha.
À, cúc sông Hỷ ha, bông nó chùm 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 như hoa hồng vậy cô chú anh chị ha, nhưng mà được có một cái là bông nó hơi dũm ha, hoa hồng thì nó hơi nở tẹt tẹt ra, nở ra bung ra cô chú anh chị ha, còn loại này thì nó hơi dũm hơn cô chú anh chị nha, loại này nó dũm hơn và cánh nó thì nó sẽ nhìn nó hơi xoăn hơn nha cô chú anh chị. Bình thân được chín rồi, chiều cao 58 rồi, tán ngang 52 rồi. Rồi cái này thì em muốn giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 250.000 nha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 47. Rồi 47B là một cây đại lộc nha cô chú anh chị. Rồi, rồi cho thông số luôn hả bà chủ. Quỳnh thân được 13. À, cây lên nụ nè cô chú anh chị ha. Mấy cái đại lộc này thì em ghép có một bo để sao nó liền thân liền cốt cây đẹp á, em ghép không bo. Chiều cao 55. Rồi. Tán ngang 32. Rồi. Rồi một cây đại lộc này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 250.000 nha. Rồi đó cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 48B. Là một cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số luôn nha bà chủ. Cây lên nụ nè cô chú anh chị ha. Củ nè, có củ luôn. Quỳnh thân được 9. Rồi. Chiều cao 60. Tán ngang 46. Rồi. Rồi cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 250.000 nha. Dạ rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo mã số 49B cũng là một cặp bạch mai luôn ha, bạch mai tân tân ha bà chỗ. Đúng rồi. Tiếp theo là 49B. Cây đi đọt. 49B là một cặp bạch mai tân tân. Cái này ghép được 3 bo nha cô chú anh chị, còn cây gốc nhớt này thì đế bí nha cô chú anh chị ha. Cụ đế bí. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 muối bí nha cô chú anh chị. 5 muối bí. 5 muối. Cây thì nói chung là Tết này là sẽ có bông nha, đảm bảo là có bông. Hai cây này cây nào Tết này cũng sẽ có bông. Thì rồi, mấy cây này thì cái thân cây nó thì bằng bút bi thôi. Rồi. Chắc bự hơn bút bi ạ. Mà rồi, nhỏ hơn út em chút nè. Chiều cao cây gốc nhất là mình được 32. Rồi. Hoành thân của cây gốc vườn này là mình được 11. Rồi. Chiều cao là mình được 29. Rồi. Tán ngang mình được 37. Rồi. Rồi một cặp này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình cũng chỉ có 250.000 là em bao phí ship đó nha. Rồi đợi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 50B. Mã số 50B. Mã số 50B nha cô chú anh chị. Rồi. 50B là một cây đại lộc nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Mấy cái này thì có một bo thôi mà. Nút nụ có luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 12. Rồi. Chiều cao là được 48. Tán ngang là 47. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 270.000 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 51B. Mã số 51B là một cặp cúc, một cây cúc hoa hồng thanh tú và một cây cúc sông Hỷ nha cô chú anh chị. Rồi. Cây tàn rất là đều luôn cô chú anh chị ha. Cặp này để bàn tuyệt vời luôn cô chú anh chị nha. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Hoành cây cúc sông Hỷ là mình được là 8. Rồi. Chiều cao là mình được là 38. Rồi. Hoành của cây hoa hồng là mình cũng được 8,5. Rồi. Em tính 8. Chiều cao là 43. Tán ngang là 43. Rồi. Rồi, một cặp này thì em xin đã giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 400.000 thôi nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cặp mã số. Mã số 52B. 52B. 52B là một cặp bạch mai tân tân luôn. Cặp này quá bự luôn cô chú anh chị, tàn rất là đều luôn ha. Cây đi đọt là ngon lành luôn cô chú anh chị mình, rất là sung ha, màu lá nó nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị em mình nhìn thấy cây là ưng ý luôn á cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn hai bà chỗ ha.
Cây bên đây là cái hoành thân nó được chín. Cây này ghép ba bo. Một cây ghép ba bo, cây nào cũng vậy nha cô chú anh chị ha. Chiều cao nó 29. Tán ngang nó 57. Hoành thân cây bên đây là mình được 11. Rồi. Chiều cao là 38. Tán ngang 50. Rồi. Rồi một cặp này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 400 ngàn là em bao phí ship nha. Rồi cặp này cuối clip không ha. Rồi cặp này cũng là một cặp cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem cái nào ưng ý thì mình chọn để mình chơi Tết năm 2024 nha cô chú anh chị. Và em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0348322142 nha cô chú anh chị. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị thể cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.